Xin thưa các bạn là cũng nhân cái dịp mà hôm nay đi dọn nhà á, thì Út Chiến tìm được mấy cái tấm hình của ông với lại mối tình đầu của ông hồi xưa. Đây, ông cho ông mượn nha. Đây nè. Ông hồi xưa rất là đẹp trai, rất là đẹp lão, mọi người nhìn đây, nhìn nè. Hình con hồi xưa này, một thủy thủ lái tàu rất là đẹp. Với nhiều mộng mơ và cũng yêu một cô gái là tình đầu. Thì hiện tại thì ông lâu lâu vẫn có vẫn gặp cô này và trò chuyện với nhau kiểu như hai người bạn già vậy đó. Thì vì những một cái số biến cố mà ông với lại bà không thể đến được với nhau. Đây các bạn này, hình của bà hồi xưa. Cái hình này mà hồi xưa chụp tức là bà rất là đẹp rồi, hồi xưa bà rất là đẹp, ông rất đẹp, bà rất đẹp. Nhưng mà sau đó thì gia đình của bà không đồng ý đám cưới, tại vì lúc ấy bà còn khá là nhỏ. Mọi người xem đi, hồi xưa mà cái hình mà nhìn đó, cái miệng rất là đẹp, cái mũi cũng cao, mắt sáng. Bà hồi xưa rất là mối tình đầu của ông rất là đẹp. Và bây giờ ông vẫn còn nhớ, ông giữ những cái tấm hình này rất kỹ nha. Hai người đã có những cái kỷ niệm rất đẹp. Thì đó, hồi xưa mà ông quen bà này ở ở chỗ nào không? Trân Châu không? Châu. À, ở ngoài Bắc hay là trong này? Ngoài. À, ngoài Bắc hả? Trong này. Ở trong này luôn hả? Dạ, bà người miền Nam không? À, gái mà chắc là con gái miền Tây rất là đẹp. Nhưng mà lúc đó là bà khoảng bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Trời ơi, quen mới có 16 tuổi mà dụ con gái người ta rồi. 16 tuổi cho là quen là lúc đó ông bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Ông 27 tuổi. Kính thưa các bạn là lúc đó là ông mới 27 tuổi và ông đang làm thủy thủ. Ông rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai và ông quen bà lúc là bà người tình đầu này là lúc đó bà ra mới 16 tuổi. Cái hình này là chụp lâu cho ông lúc đó là mười mấy tuổi bà mới... 16 tuổi. Ồ, cái hình này là chụp lúc bà 16 tuổi luôn các bạn này. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đôi mắt sáng, mũi cao, miệng rất là có duyên. Và ông và bà đã có một cái khoảng thời gian rất là đẹp. Phải không ông? Một mối tình nên thơ. Lúc đó là ông muốn cưới bà lắm phải không? Đúng không? Lúc đó ông muốn cưới bà phải không? Nhưng mà không được hả? Gia đình người ta không chịu hả? À, ông có kể mình á, lúc ấy là ông rất là muốn cưới bà, tức là tình yêu mà. Lúc ấy là ông rất là say mê một chàng trai trẻ với công việc ổn định. Ông say mê và ông muốn cưới bà, nhưng mà lúc ấy gia đình bà nói là bà còn quá nhỏ tuổi, không thể cưới được. Cái về sau hai người lưu lạc hả ba ông? Lúc đó, về sau ông đi ra, ông đi làm hả? Ông đi xa hả? Nó hơi ồn xíu, mọi người thông cảm nha. Rồi hai người cách xa nhau, sao cách xa nhau phải không? Lúc mà gia đình không chịu rồi là mình có từ bỏ luôn hay sao? À, 40 năm sau mới gặp lại hả? Trời ơi. Vậy là năm năm đó là cái năm mà lúc mà bà 16 tuổi là năm bao nhiêu? 70 mấy không ha? Và 40 năm sau là ô cha, chỉ là mới gặp lại năm 2000 mấy đấy ha? 2010 hả? Vậy là các bạn là sau cái biến cố mà không được cưới đó là ông bà bắt đầu cách xa nhau. Thì là phải 2010 thì mới bắt đầu gặp lại ha. Mà cái lúc đó thì ông bà gặp nhau ở chỗ nào? Nhau ở chỗ Đám Ma. Đám Ma hả? Đám Ma. À, vậy lúc đó là sao mà nhận ra nhau được không? Nhìn nhau được. Nhìn thấy là nhận ra luôn hả? Thấy nhận ra luôn. Nhìn thấy nhau là nhận ra nhau luôn, hay vậy? Và kính thưa các bạn là 40 năm sau, khi mà ông đi ra một cái đám ma, ông dự một cái đám ma thì ông gặp lại người tuyển đầu của ông. Và khi nhìn nhau thôi là hai người nhận ra nhau rồi. Rất là bất ngờ phải không ạ? Và kể từ đó thì ông bà thỉnh thoảng cũng đi cà phê tâm sự phải không? Nhắc lại cái kỷ niệm xưa. Con thấy mối tình của ông đẹp ghê ha. 40 năm, một người đàn ông mà 40 năm á mà luôn giữ hình ảnh một cô gái rất là cẩn thận. Đây cô cho ông cho mượn xíu nha. Đây này các bạn thấy không? Cái chỗ này mà các bạn thấy loang lổ là gần đây thôi, nó mới bị nước ngập gần đây thôi. Chứ còn cái nước ảnh này các bạn thấy không? 40 năm, hơn 40 năm mà cái nước ảnh nó vẫn còn rất là mới. Và ông cho ông cầm về nha, con sửa cho ông, con ép lại cho ông, bữa sau ông đưa lại cho ông nha. Dạ. Cái này đi khô lại. À, con sẽ sửa lại cho ông. Vi tính nó mắng lại. Dạ.
Thì con thấy là đây là một cái tấm mạng rất quý giá phải không? Mà con nghĩ là nếu ông giữ á, ông sẽ làm nó hư. Nên con sẽ đem về con lau sạch cho ông. Với thứ hai là con ép cái nền cho ông, để ông giữ lại làm kỷ niệm nha. Bây giờ sao đi qua phát ha? Không, bây giờ đòi đi về thương. Hả? Qua. Chiều qua rồi. Chiều qua vô trong, để người yêu vô trong. Dạ hả? Kỳ lắm. À, bệnh viện thì có ai chăm cho ông được không anh? Có, chỉ có hồi xưa giờ chỉ có mình thôi chứ. Thì nếu mà ông đồng ý bệnh viện thì anh cứ ra bệnh viện đi. Rồi chứ ở đây á nó bụi. Thứ hai là ông phải được khám sơ. Thì anh chịu khó đưa anh đi ông đi bệnh viện nha. Tháng trước anh về anh dọn, mới dọn được có 2 bữa. Ông đi trên bệnh viện đọc, tự đón xe ôm đi về. Dạ. Dạ hôm nay anh về anh thấy con nhà mà gọn gàng vậy anh thấy sao? Rồi cảm ơn. Nói chung là anh biết cái kênh em lâu rồi. Dạ. Anh biết là hôm nay là phải bao nhiêu người dọn không? Tụi em là tổng cộng là 20 mấy người á, mà dọn từ sáng tới chiều mà hôm trước là dọn 2 hôm nữa rồi mới được như vậy á. Chứ mình ăn dọn là dặn gì nổi. Nói thiệt á, xấu hổ lắm. Anh về anh dọn á, nói với bạn bè anh là anh muốn bán nhà anh mới dọn được. Bởi vì chỉ có người dân ở đây người ta mới hiểu thôi. Nên nhiều khi á, trên cộng đồng mạng nhiều khi người ta comment á, đúng vậy, anh cũng có cái vài câu lên anh nói với người ta. Dạ. Đừng bao giờ nhận định á. Dạ đúng rồi. Mình phải đặt trường hợp vô cuộc sống. Anh cũng vì thương ổng nên đâm ra anh mới im lặng vậy thôi. Mình sợ ba như tụi em á giật á thì không sao. Dạ. Anh nhìn trên mạng thấy cảnh nóng giật, anh cũng rơi nước mắt. Bộ mình ngồi anh coi mình rơi nước mắt lắm. Dạ. Nhưng mà mình càng làm như vậy là 20 mấy năm trời cứ vậy hoài mà anh chịu đựng không được. Cái 20 mấy năm trời cái mỗi lần ưng đấy, mà không lẽ giờ mình con cái mình giật với cha mẹ. Nên thà để người ngoài người ta tự giật. Thôi thì hôm nay tụi em cũng 20 mấy người á, 2 ngày nay, 3 ngày nay là dọn. Bây giờ nó cũng gọn rồi, em vô anh xem. Không, anh thấy rồi, hồi sáng anh có về hết. Bất ngờ ha. Đúng đó, rồi, đó rất là gọn gàng. Em với chị Tường này thì anh biết rồi. Dạ. Cái chị này là chỉ bán cơm ở trên chỗ cái hả? Ngay chỗ cái trước bệnh viện gì á, phải không? Cái gì Tường? Hôm nay đi ăn ngoài. Không phải thì giao dục tới khuya mình mới đi dục thôi. Dạ. Là ở lầu đi giao nó. Mình muốn bán nhà. Muốn bán nhà. Khổ lắm. Tức là anh cũng nhiều lần là muốn dọn cái nhà cho sạch sẽ. Dọn hoài gì? Dạ. Đâu lẻn lẻn dọn. Đem. Đây nè. Tác nhân nè. Đây số 1 luôn. Đó, chứa tên này chứa nhiều nhất. Ác lắm, này nó ác lắm. Nó ăn cả mà nó ác. Vậy thì em nhờ anh khuyên ông thì giờ ông nghe rồi, nghe em rồi. Ông đó rồi, em sẽ khuyên được ông. Nhưng mà còn anh á, còn anh Dũng á, nhờ anh khuyên anh không mang rác về nhà nữa. Thì nhờ bà á anh nói là bây giờ là ấy là anh ống cổ đi luôn. Dạ. Dạ. Như mẹ nói gì đó là biểu là em đưa tiền sắt đó cho nó. Không nha, không có 1 triệu một chiếc gì đó. Không, cái đó là không. Người ta đã bỏ công sức thời gian. Tuy người ta làm liếc tiền nhưng mà cái này là công sức của người ta. Người ta bỏ, người ta bắt cho cái tiêu tiền đưa tiền cho người ta kêu khắp nơi là không có vụ mà tiền gì hết á. Còn thấy vậy là thì không có ý gì hết, chị tưởng dễ thương ông bà. Thấy gia đình bề bộn quá thì chị tưởng muốn giúp một tay. Thì là cho ông bà giống như cha mẹ chị tưởng thôi. Còn ai chị tưởng cũng làm. Không, từ đầu là Chiến lúc mà ngày đầu là chị với Chiến xuống thăm nhà. Làm tính chạy về rồi. Nhưng mà em nói em mà chạy về á, ông sẽ nhõng nhẽo vậy. Nhẽo, nhõng nhẽo bố. Bơ em thấy gọi cho anh phải không? Gọi cho anh nói chuyện phải không? Anh mới nói là bán hết đi anh. Đúng vậy, em nghe trong điện thoại anh nói rồi. Dạ đúng rồi. Anh nói với ổng mà anh khóc luôn á. Bán đi con năn nỉ ba rồi. Bây giờ làm được cái gì nữa? Đúng ra cái nghề này là em là nghề nối nghiệp với ổng nè. Là em cũng là học thợ tiện với lại hàng này kia ra. Nhưng mà những cái này là bây giờ mình không có theo kịp nữa. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ anh đang làm về bên máy tính. Dạ, anh chuyển qua một cái mới rồi đúng không? Mình phải theo đội kia. Nhưng mà nếu sau này anh mà có quay về lại cơ khí thì anh cũng xài SimC chứ không có xài những cái này. Dạ nữa. Đúng rồi. Thì đó, năn nỉ tới lui rồi mà nói những cái xe, bà thấy không? Tại sao người ta phải mua chiếc xe mới, người ta không đi xe cũ? Tại vì cái tiền sửa nó gấp 5, gấp 6 lần mình cứ sửa đi sửa lại hoài. Thì đúng nghề của ba là nghề máy. Thì cái này mình nói một cái yeah. Tế nhị là anh chia sẻ cái này không phải tâm linh. Yeah. Cái này không phải tâm linh như mẹ nói cái mẹ cái tánh mẹ hay phô lô la vậy á, nhưng mà thật sự không có ác lòng, không phải là về tâm linh ăn đổ cúng gì vậy mà là do cái tâm lý. Cái dạng là giống như là phải chứa cho người ta nhìn vô mà không có giá trị gì hết
là để nhà nước khỏi lại kiếm chuyện ổng. Đúng ra ổng bị đánh tư sản hai lần, hồi xưa là mất nhà hai lần đó. Mất xưởng trước, sau đó ổng mới đi qua đi xuống Bến Tre là đóng tàu, là hồi đó là ba đi đóng tàu là để cho người ta đi. Nhưng mà cái này là chính sách của Việt Nam xuất cảnh làm quan, một chiếc tàu sắt đi vậy là 2.000 người là mình đi, tổng cộng là Việt Nam mình đi 2 chiến. Chiến đầu là năm 77, chiến thứ hai nữa là năm 78, là ba đi chiến thứ hai nữa đó, là bắt đầu bị trả tới đảo Thái Lan là nó trả về Việt Nam, là ông Hoàng Nhân Hoa của Trung Quốc đó, ông tố cáo Việt Nam xuất cảnh người trả về. Thì hồi trước có gì này nè với gì kia nữa, gì Út kia nữa ở căn nhà này giữ nha, vậy mà nó vô con dám bỏ đi con mới có luôn đi. Là hồi đó là ông Tiên Xuyên quá đó, là ông ở quận nè với lại ông Ba Bá, là hai ông á là tịch thu cái nhà này lấy tiền nhà này. Thế đồ đạc hết bắt đầu từ đó ông về đi luôn, đi luôn bây giờ nhà mình còn một căn nữa ở trong hẻm trên đây nè, căn đó nó tính về chiều ngang á là nó bự gấp 3 lần căn này, dài cũng gần bằng căn này, mà căn đó phải bán trước đó là 6 chỉ, được 6 chỉ. Đóng đóng cho tiền nhà nước cho vô đâu. Để đóng tiền nhà nước. Rồi nó tránh nền cho mình, nó thay tránh nền. Mà nó ăn gian từ sớ to luôn. Lấy mà... bà đồ đạc hết. Nên bởi vậy biểu là sao cái tâm lý á, là ổng không có... Nó sáng rồi. Tâm lý ổng sợ. Ổng sợ giống như là kiểu như nhòm ngó ổng này kia. Dạ. Mà thật sự có còn gì nữa đâu. Mình cũng đánh tâm lý phiền hoài. Thôi bây giờ nó thay, rồi, lâu thay đổi rồi. Qua hết rồi. Dạ. Hồi xưa những người ta mới nắm quyền thì người ta không có biết gì hết. Nông dân người ta không biết, bây giờ mấy người nắm quyền sau này người ta được học hành, người ta hiểu biết hết rồi. Kể cả bây giờ ba vô đảng, ba có đạo ba cũng vô đảng được. Hồi xưa người ta vô đảng là có đạo là không được vô đảng, nhà có người đi xuất cảnh là không được vô đảng, mà người ta đã thay đổi chính sách hết trơn rồi. Thì nói tới nói lui rồi cái đồ tao mà cứ để cho tao, mày tính bán nhà tao hả? À, cũng là... rất là khó lòng phải không anh? Anh cũng rất là khó xử trong cái công việc. Bây giờ ví dụ anh là con, anh giành với ông già đó thì nó khó lắm. Nó chạy chay, bưng thì chạy. Anh bưng ra mà ổng chạy theo ổng gị lại mình sợ rớt xuống chân này kia. Mà mình thấy mình nhìn trên mạng thấy người ta giật á thì mình cũng thương ổng lắm, nhưng mà nếu mà thương như vậy á là còn có vài năm sống mà. Tại sao hồi trẻ đó bà biết nói. Mỗi người bạn của ba người nào nằm xuống bà biết nói á. Không biết hưởng thụ đến khi già chết không mang theo gì. Tại sao bây giờ con cái nó nuôi ba đầy đủ mà đâu có thiếu thốn miếng ăn đâu. Mở tấm màn ra lấy ổ máy ra. Người này nó ác lắm nha. Tánh nó một tiết cũ. Anh thì tiền ăn thì uống đầy đủ. Cái nó mang về thì ổng đâu dám ăn đâu. Ổng dồn ổng tích lũy ổng để đó. Mày vô mày lấy nha. Những cái tích lũy của ba để là anh là người giữ nè. Còn một cái nữa nha. Thì hôm nay em tới đây rất là may được gặp anh. Thì như vậy này tụi em sẽ có cái cách giúp đỡ. Nhưng mà anh á, trước mắt là anh khuyên ông bà bán hết những cái gì không dùng nữa. Thì có thể là anh khuyên được. Anh là anh sẽ giải tán hết, anh chỉ giữ quần áo hai ba bộ thôi. Tự vì anh phải thay đồ. Tự đợt vừa rồi là em mua giống mấy bộ. Cuối cùng anh chị biết không? Mặc đồ rách. Cất ở đâu em không biết. Nhưng mà khi mò ra là dán ăn hết. Không bao giờ mặc đồ mới. Thì bây giờ mục đích của em là em bán hết đó. Để dọn nữa. Nếu chồng trên mạng người ta không hiểu á, người ta nghĩ là chắc bỏ ông bà cụ, không phải. Kể cả là tivi, điện, nước hay là những cái internet. Em vô hết đầy đủ hết phương tiện. Mua cho ba mẹ mỗi cái điện thoại để nhiều khi ba mẹ nó ngồi ngay đó nghe nhạc hay gì cũng được. Là mình nói bây giờ ba tập hưởng thụ đi. Ba còn có vài năm với tụi con à. Tụi con tuy không có thời gian bên ba nhiều thiệt, nhưng mà vẫn chạy tới chạy luôn vậy. Một ngày em hỏi cái xóm này anh phải chạy tới 3-4 lần, cử sáng, cử trưa, cử chiều. Sáng là anh chở đi chăm cứu với nằm giường á. Chở đầu đó trưa về, ở đầu ăn, giờ chiều ở đầu hỏi ba ăn cái gì. Làm ơn đừng có ăn mấy cái đồ của nó mang về nữa. Nó bày hại. Cũng có. Thật sự là cả cuộc đời á, nếu mà nói đúng ra người mà lo cho con á theo nó coi cái đầu nó vô lấy theo nó vô cái đầu phải mấy đó lo chuyện gì trong nhà gì nhất con, nhưng mà hồi đó là mẹ cũng đi suốt à, theo cái thằng mà mua xe nó cho con đi dạng chùa chiền suốt à, có ba đó là không cài thì sáng tới tối em lo ba đứa nào cũng cho học hết trơn, qua hết cho 12 đứa cao đẳng, đứa trung học. Anh em có nói chuyện với ông rất nhiều và tâm sự và thuyết phục ông. Hôm nay ông đồng ý rồi, cái thứ hai rồi ông cũng kể cho em cái câu chuyện hồi xưa của ông cũng là một người hàng lái tàu
cũng là một thủy thủ mà nhìn đồ đạc con vẫn còn cái kỷ niệm. Không, ông là được bằng thiền mái trưởng của đó. Trường Mỹ nó cấp luôn nha. Dạ đúng rồi, em có thấy cái bằng đó rồi. Và ông cũng có những cái câu chuyện rất là đẹp, những mối tiền rất đẹp. Ý là một con người có học thức mà có tri thức mà khi ông trở như vậy thì em biết là ông cũng xảy ra những cái sự cố đáng buồn. Nhưng bây giờ khi mà cuộc sống nó thay đổi rồi, ông cũng lớn tuổi rồi, em hy vọng rằng anh sẽ có những cái lời khuyên, anh sẽ giúp cho gia đình nó giữ được cái sự sạch sẽ này hơn. Và tụi em thì luôn sát cánh khi mà tụi anh cần giúp đỡ nha. Anh đưa ra được hết, cái nhà nó trống hết, bắt đầu anh đập tường xuống là anh sẽ làm cái nền. Anh không có xây gì cao sang. Dạ đúng rồi. Đó, anh chỉ lại xây dách lại thôi. Dạ. Chứ anh làm cái nền lại, chủ yếu là cát gạch sạch sẽ. Nói vậy thì nhiều khi bà đi không được, bà ngồi dưới đất cũng được nữa, bà cũng thấy mát hơn là bà ngồi dạ. Cái đống dơ này. Thôi xíu anh Toán lấy số điện thoại đi, tụi em có thể hỗ trợ những cái người mà nhân lực để mà có thể mà phụ cho chám nền. Thì có thể là anh cần những cái nhân lực thì tụi em có những cái người đó có thể làm được. Phong chi tướng thì đó. Kêu phường ra nó chứa cho mình 40 triệu ở đây cắt tới với lại với chú này, nhưng mà chị về cái là chứ mà chị nói lại đang nữa. Hôm nay bạn vào anh thấy căn nhà như vậy thì cảm xúc của anh sao? Anh thấy nói chung là mình anh cảm ơn từ cái ngày đầu kìa. Dạ. Cái ngày đầu em đi xâm nhập kìa. Còn hơn trúng số là em thấy có nhiều số bạn comment nó nói là em đi nhà bà cụ kia đó thì bà lại chửi. Dạ. Ông thì lại đồng ý mà bà lại chửi, đúng không? Dạ. Còn ở đây á thì bà đồng ý mà ông lại chửi, mà ở trên comment là nói ông á là ít nói là do tự bà nói nhiều quá nên người ta nói là giống như là dung với nồi nó hợp lại, mẹ là cái tánh vậy đó. Nhưng mà thật sự là theo như người ta gọi là bá láp, cô dễ thương, cô có nghĩa là mẹ lo việc nhà thì ít, lo việc cho thiên hạ nhiều. Nói gì đây không, để nói cho người ta hiểu là tốt đó là đức tốt. Có nghĩa là khi thường thường người ta hay quan điểm cái câu là mình có đủ ăn mình mới lo cho người khác, nhưng mà đang đói vẫn lo người khác là tánh là mẹ là vậy. Ví dụ như anh mới đưa 1 triệu cái con nhỏ kia biết rõ ràng luôn, nó mang bầu nó gì sao, nó mang bầu là một chuyện, nhưng mà mình biết là chiều nó ngồi nó đi đợi nó đi xanh tới nơi rồi phải cho nó 150 chích ra tiền ra cho nó phải cho 150 mày ra. Mình đồng ý cái đó là tốt, cái điều đó là tốt, mình thấy người ta như vậy mình thôi, tốt mà đó vậy, chị nhưng mà mình đi xa. Một lần thôi, lần sau mình thấy người ta là người như vậy á mình phải mình đói nó tránh những gì đó cho người ta dễ thương. Anh thấy người ta khó ảnh cũng toàn dễ thương ảnh được chứ con không gì đó. Bây giờ có ba mẹ ở đây nè, em cứ hỏi đi, một tay anh lo thằng út là anh nói thôi bây giờ mày hai đứa con rồi, anh không muốn mày phải lo tiền bạc kinh tế gì hết á. Yeah. Mất công dâu giết này kia nó kỳ biết ba mẹ đó, nên mày để anh lo chủ yếu là